Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một thế tàn cục. Tàn cục này có tên gọi là đơn tốt thắng tướng. Trước tiên mình thấy quân đen không còn một quân gì hết, trong khi đó quân đỏ còn một con tốt. Mà các bạn hãy đoán xem làm sao quân đỏ có thể dùng một con tốt mà thắng được quân đen. Trước tiên mình sẽ tiến tốt đỏ đi ngang qua tướng đen chạy lên, sau đó mình tiến tốt đỏ đi ngang qua, sau đó mình không thể đem tốt đi ngang qua gần tướng được, vì nếu mình đi ngang qua gần tướng thì tốt tướng đen sẽ ăn tốt mình. Bởi vậy mình sẽ đi một nơi đi tướng đỏ lên, sau đó tướng đen đi lên, bây giờ mình đi tốt đỏ ngang qua, sau đó mình đi tốt đỏ ngang qua nữa, sau đó mình đi tốt đỏ ngang. Kế tiếp mình sẽ đi tướng ngang qua giữ vào trung lộ. Kế tiếp mình đi tốt đỏ lùi lại vào trung lộ. Sau này mình đi lên, tướng đen không còn lối đi nào khác nữa, lại đành chuộng. Trong trường hợp tốt đỏ nằm ở góc cuối cùng của bên quân đen thì thế cờ sẽ hòa và quân đỏ không thể ăn được tướng đen. Mời các bạn hãy đón xem. Tướng quân đen có thể chạy thoát. Trước tiên mình đi tướng lên, sau đó mình đi tốt ngang qua, sau đó tốt ngang. Bởi vậy tướng đỏ mình không bao giờ đi vào được trung bộ và để bắt được quân đen. Và thế cờ cứ tiếp diễn mãi như vậy.